Xin chào các bé, mình là khỉ con. Hôm nay mình sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện Cáo, Thỏ và Gà Trống. Ngày xưa, trong khu rừng nọ, có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, con thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ sửa nhờ, rồi đuổi luôn thỏ ra khỏi nhà. Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau, thỏ gặp bầy chó. Bầy chó hỏi thỏ: "Tại sao thỏ khóc?" "Làm sao mà tôi không khóc được cơ chứ? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà." "Thỏ ơi, đừng khóc nữa," bầy chó an ủi thỏ. "Chúng tôi sẽ đuổi được cáo đi." Bầy chó cùng thỏ đi về nhà thỏ. Bầy chó nói: "Gâu, gâu, gâu, cáo cút mau." Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: "Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác." Bầy chó sợ quá chạy mất. Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gấu đi qua, gấu hỏi: "Tại sao thỏ khóc?" "Làm sao mà tôi không khóc được cơ chứ? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà." "Thỏ ơi, đừng khóc nữa, ta sẽ đuổi được cáo đi." "Không, bác gấu ơi, bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, thì bác đuổi làm sao được?" "Đuổi được chứ." Gấu nói giọng cương quyết. Gấu và thỏ về đến nhà thỏ. Gấu gầm lên: "Cáo, cút ngay." Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: "Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác." Gấu sợ quá chạy mất. Thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà trống màu đỏ đi qua, vai vác một cái hái. Gà trống thấy thỏ khóc bèn hỏi: "Tại sao thỏ khóc?" "Làm sao mà tôi không khóc được cơ chứ? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà." "Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được cáo thôi." "Không, anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, gấu đuổi mãi không xong, thì anh đuổi làm sao được?" "Thế mà tôi đuổi được đây, nào đi." Gà trống và thỏ cùng về nhà thỏ. Gà trống cất tiếng hát: "Cúc cu cu cu, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay, ra ngay, ra ngay." Cáo sợ quá bảo: Tôi đang mặc quần áo ạ." Gà trống lại hát: "Cúc cu cu cu, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay, ra ngay, ra ngay." Cáo nói: Cho tôi mặc cái áo bông đã." Lần này thì gà lại quát lên: "Cúc cu cu cu, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay, ra ngay, ra ngay." Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào trong khu rừng. Từ đó, thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình. Qua câu chuyện trên, các bé có thấy anh gà trống dũng cảm và thông minh không nào? Anh gà trống đã đuổi được cáo ra khỏi nhà thỏ đấy. Các bé hãy dũng cảm giúp đỡ bạn bè giống anh gà trống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong những câu chuyện sau.